Giao mèo để làm phong thủy hoặc là sử dụng các tác vụ trong gia đình như chặt gà, chặt vịt hay là cắt gì đó thì có khá là nhiều. Thậm chí là chúng ta cũng có thể làm để cho em bé tránh tà, tránh ma nữa. Cái loại của mình là có cả vỏ thì cái hình thức nó khá là đẹp. Hiện tại thì mình đang lấy thêm cả cái loại chưa sơn và cái loại màu đỏ nữa thì mọi người có thể tham khảo lấy cả loại chưa sơn nếu như mà chúng ta muốn sơn một cái màu gì đó. Thì mình chủ yếu là bán hai loại chính, một loại là dao mèo nhỏ và một loại dao mèo to. Dao mèo nhỏ thì 150 000 còn dao mèo to là 250 000 Đó. Thì đây là cái mẫu dao mèo nhỏ mà mình đang bán thì cái hình thức mà mọi người vừa xem đó mình vừa rút ra thì mọi người vừa... những anh em mà thường xuyên đi câu cá hoặc là đi phượt thì cũng có thể sử dụng đa số là chúng ta sẽ sử dụng nên nên sử dụng cho các cái mục đích lành mạnh đó, mình khuyến khích là như vậy và mình đối với trẻ em thì chúng ta không nên mua mình chủ yếu bán cho người lớn thôi bởi vì những người đó là có những cái suy nghĩ nó chín chắn rồi và ở đây là cái dao sừng trâu để có những anh em nào mà kiểu thuộc dạng đại gia á, thì có thể là mình lấy mình treo lấy một cặp mình treo trong nhà thì nó rơi vào một triệu rưỡi một cặp như thế này gồm cả dao cả cặp sừng và đã bao gồm cả phí ship rồi nữa thì thông thường những cái cặp mà dao sừng trâu thì mình sẽ yêu cầu là đặt cọc tiền trước để chắc chắn lấy và những cái dòng dao như thế này thì nó khá là khó gửi thành ra là mọi người có những cái chú ý là đầu tiên là mình sẽ ghi một cái tên khác không không ghi là dao và thứ hai nữa là cái này hàng cấm gửi thành ra là sẽ không được kiểm tra hàng nên mọi người cảm thấy thực sự tin tưởng mình thì thì hãy đặt hàng. Bởi vì thực sự là một 200 000 thì nó cũng là một số tiền nó cũng không lớn cũng không nhỏ. Nhưng mà cái này là mua cũng bằng lòng tin nên mọi người cứ cân nhắc kỹ. Mọi người cảm thấy tin tưởng được mình thì hãy đặt hàng bởi vì thực sự là hàng sẽ không được kiểm tra hàng. Đó. Thì đây là cái kích thước của con dao nhỏ thì cái lưỡi nó dài 20 và dài tổng là 30. Mình sẽ đo cụ thể từng con dao cho mọi người xem. Cái độ rộng của nó sẽ khoảng 3 phân rưỡi và độ dày là 2 ly. Nó có nó có vỏ con bất cứ một con dao nào của mình cũng bán đều có vỏ hết. Con dao mèo nhỏ và con dao mèo to. Và đây là một cái hộp mà con dao mèo to thì mọi người có thể xem à, một lát nữa mình khui hết ra mọi người xem nhanh này con dao mèo to ấy, thì uh, chủ yếu dùng uh, cho các tác vụ con uh, chúng ta dùng cho tác vụ chặt hay là cắt thái đều được và uh, nó lặng khoảng 4 lặng rưỡi ở uh, lưỡi nó sẽ dài 28 và dài tổng là 42 thì uh, chúng ta có thể chặt gà chặt vịt hay là đi rừng đi rừng chúng ta cũng dùng được này đi câu cá chặt cành chặt cây các thứ xương gà xương lợn đều ok nó lặng khoảng 4 lặng rưỡi và có bao cụ thể Uh, có loại bao màu đỏ và có loại không sơn thì mọi người có thể tùy chọn loại không sơn hoặc là loại màu đỏ đều được Đó. đây là cái hình thức của cái con dao to thì mọi người có thể xem ở đây uh, một con dao to như thế này chỉ dao với cán không thì nó nó sẽ nặng 4 nặng rưỡi bây giờ mình sẽ đo cụ thể cho mọi người xem ở đây nó rơi vào 28 và rơi vào dài tổng là 40 những con này có những con dài tổng là 42 Đó thì nó có bao đầy đủ và bao làm rất chắc chắn. À, tất cả những dao của mình nhá đều có chốt ở cái phần chuôi dao để đầy dày 6 đi. Còn nó chốt ở cái phần khâu của dao á cái nối dao giữa cán và dao đó thì ở cái chốt này, này chỗ cái tay của mình á thì nó có một cái chốt rất chắc chắn liên kết giữa cán và dao, thành ra là mọi người không có sợ là cái dao nó bị văng ra khi mà chúng ta sử dụng. Đó và cái này chúng ta dùng để chúng ta treo ở nhà cũng rất là tuyệt rất là đẹp con dao này hai trăm rưỡi này cái phí ship thì nó sẽ rơi vào khoảng 30.000 mươi nhé hiện tại thì mình đã đi với lại bên vận chuyển thì cái phí ship nó đã rẻ hơn rồi trước đây nó ship nó sẽ khoảng 50.000 nhưng hiện tại thì nó đã là 30.000 rồi đây mình đang lấy cái con dao mà nó cái vỏ của nó không sơn á thì anh anh chị em nào mà muốn mình về mình tự sơn thì có thể là à, lấy cái con dao không sơn này. Và cái à, thông tin chi tiết mình sẽ để ở dưới phần mô tả và cái những cái con dao này thì đều được làm thủ công cũng như là các cái lá đồng được đóng cực kỳ là đẹp. Cái rất là cái vỏ ấy, khứa thủ công luôn bằng bằng máy máy mài đó. làm thủ công luôn. Như anh em ở trên Sapa nào thì cái mọi người có thể lia, mua hàng theo cái số điện thoại trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947010585. Cái dao sừng trâu thì chủ yếu dành cho những anh em đại gia rồi. Anh em nào nhiều tiền thì có thể sử dụng. Đó. Cái đây là cái lưỡi của con dao sừng trâu này. Dao sừng trâu thì khá là đẹp, làm phong thủy trấn yểm trong nhà thì cực kỳ tuyệt vời. Đó anh em có thể nhắn tin zalo hoặc là nhắn tin facebook theo hai số điện thoại mình để trên màn hình bây giờ mình sẽ xem cái lưỡi của cái con dao sừng trâu nó như thế nào nhé cái dao sừng trâu này thì mọi người có thể nhắn tin trực tiếp zalo cho mình để mình chụp ảnh để gửi cái này thì đây chủ yếu là làm làm phong thủy thôi mọi người treo ví dụ treo trước cái đầu dê hoặc đầu bò châu phi đó, hoặc đầu gì đó thì nó cực kỳ đẹp hoặc treo ở trên tường ở trong nhà đấy một cái